Con yêu, mẹ kể con nghe, 9 tháng 10 ngày, mẹ ôm ấp, nâng niu con trong cơ thể mình. Mẹ mong ngóng từng ngày để được gặp mặt con yêu. Thế nhưng, mẹ lại thấy vô cùng căng thẳng, băn khoăn, lo lắng thời khắc con chào đời khỏe mạnh, bình an. Tình cờ, lớp học tiền sản tại Bệnh viện Bắc Hà ngày 12 tháng 11 năm 2022 với chủ đề Chăm mẹ khỏe, chăm bé ngoan như một cơ duyên giúp hành trình làm bố, làm mẹ của bố mẹ trở nên dễ dàng và chủ động hơn. Lớp học được giảng dạy trực tiếp bởi cô Đặng Thị Nghĩa. Con biết không, ngoài là mẹ, là bà, cô còn là trưởng khoa tư vấn chức sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cố vấn chuyên môn điều dưỡng, kỹ thuật chăm sóc sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, chuyên gia tiền sản hàng đầu Việt Nam cùng kinh nghiệm đỡ sinh hàng ngàn ca. Nhờ cô mà mẹ học được cách chăm sóc bản thân mình, từ vệ sinh cá nhân trong thời gian ở cữ, biện pháp phòng tránh thai an toàn không ảnh hưởng đến việc cho con bú, chế độ dinh dưỡng đảm bảo mẹ khỏe mạnh, sữa có đủ dưỡng chất cho con và thực hành massage bầu ngực tránh tắc tia sữa. Bên cạnh đó, các cô bác sĩ còn dạy mẹ nhận biết những dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh và phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng tới con, hay cách chăm sóc con chuẩn khoa học như cách cho con bú để con hấp thụ đủ dưỡng chất, chuẩn bị phòng sơ sinh đạt chuẩn và thực hành tắm cho con. Con biết không, bố cũng tham gia lớp học tiền sản của Bắc Hà đấy. Bố cũng lắng nghe những kiến thức các cô truyền đạt và còn thực hành cách vỗ ở hơi sau khi ăn và sơ cứu nếu con bị sặc sữa. Bố bảo, hạnh phúc của bố là được thấy mẹ khỏe mạnh, thấy con cười vui mỗi ngày. Vậy nên con à, con hãy chào đời thật khỏe mạnh và an yên con nhé. Mẹ con mình phải cảm ơn Bệnh viện Bắc Hà và các cô chú bác sĩ đã đồng hành cùng gia đình mình trên hành trình chào đón con yêu ra đời, một hành trình mang tên hạnh phúc.